Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tính từ đầu tháng 4 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có trên 470 ca mắc COVID-19 được sàng lọc tại các cơ sở y tế. Riêng ngày 19 tháng 4, số ca mắc COVID-19 của tỉnh đã vượt con số 100 ca bệnh một ngày. Vào các ngày tuần rằm mồng 1 như hôm nay, bà mới có thể tiếp xúc với hàng trăm du khách thập phương về đền chiêm bái, thường xuyên trò chuyện, trao đổi với khách. Nên dù trong thời điểm dịch bệnh bùng phát hay khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát, bà vẫn luôn tuân thủ việc đeo khẩu trang để phòng bệnh cho bản thân và mọi người. Mình phải bảo vệ mình, sau đó là bảo vệ khách. Mình trang bị một cái diệt khuẩn trước khi người ta vào đây. Mình cho diệt khuẩn, nhắc nhở người ta nếu ai chưa đeo khẩu trang thì nhắc vào. Mình tự đeo khẩu trang trước để cho mọi người biết là mình làm như thế là tốt. Rằm mồng 1 là em đến đây để lễ mẫu. Em thấy tình hình dịch COVID hiện nay rất là gia tăng và đến đây em cũng có đeo khẩu trang và sát khuẩn để phòng chống dịch bệnh. Trải qua mấy đợt dịch COVID-19, việc đeo khẩu trang đã trở thành một thói quen đối với ông Hữu. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông Hữu được biết số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đang gia tăng đột biến trong những tuần qua. Mặc dù các bệnh viện cho biết triệu chứng chung của đợt COVID-19 lần này không quá nặng, nhưng các đối tượng là người cao tuổi, người có bệnh nền, thể trạng kém vẫn cần đặc biệt lưu ý. Chính vì vậy, vợ chồng ông luôn chủ động phòng dịch mỗi khi có việc cần ra khỏi nhà. Bản thân tôi thì kể cả đi thể dục tôi cũng đeo khẩu trang, mà đi xe máy ra phường xã tôi đi khẩu trang. Về nhà cũng có nọ sát khuẩn để ngay trước cửa nhà, để sát khuẩn trước khi vào nhà. Trên thực tế hiện nay, vẫn còn không ít người còn chủ quan, lơ là trước các thông tin khuyến cáo về tình hình dịch bệnh. Dịp nghỉ lễ dài ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và lễ giỗ tổ Hùng Vương đang đến gần, việc đi lại giao lưu gặp gỡ của người dân sẽ tăng cao, trong khi miễn dịch do tiêm vaccine giảm dần theo thời gian có thể dẫn đến nguy cơ gia tăng nhanh chóng các ca mắc COVID-19. Để giảm bớt sự lây nhiễm, Bộ Y tế khuyến cáo đối với người dân, cộng đồng xã hội cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 2K, khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức, người dân và các biện pháp khác. Việc đeo khẩu trang trong các cơ sở khám chữa bệnh, trên các phương tiện công cộng là yêu cầu bắt buộc trong phòng chống dịch.